Câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, con thấy rằng bây giờ trên mạng xã hội có rất nhiều hình ảnh các vị sư, các sư cô, các cô tu nữ. Con thấy rất nhiều hình ảnh đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh. Khi những hình ảnh đó, thấy những hình ảnh đó con rất hoan hỷ. Nhưng có một số hình ảnh con thấy hơi thực sự chưa phù hợp, ví dụ như là check-in ở khu du lịch, hình tự sướng, tạo kiểu dáng điệu đà. Có những lúc khi nhìn vào những hình ảnh như vậy, thực sự con thấy không được phù hợp. Con hay nổi lên tâm bất thiện, con biết như vậy là không tốt nên con đã unfollow những trang hay cá nhân có hình ảnh như vậy. Qua mạng xã hội con đã tìm được những vị sư có hình ảnh rất oai nghi, dù chưa gặp qua ngoài đời nhưng con thấy rất tôn kính và quý mến. Con kính mong sư giải đáp giúp con thấy những hình ảnh mà tâm bất thiện nổi lên là do tâm bất thiện của con nhiều quá, hay là hay có một phần nhỏ nào đó là do những hình ảnh kia không ạ? À? Thưa quý vị đó, cái mạng xã hội bây giờ nó có những cái tiện mà nó cũng có những cái mà mình gọi là sự bất cập. Đó là khi mà người ta đưa những cái hình ảnh ăn chơi của họ, họ khoe công khai. Đúng. Trong số đó thì cũng có một bộ phận người xuất gia. Nó cái chuyện này á, mình không thể nào nói là tại anh hay tại ả được, mà mỗi người nó đều có cái lỗi. Cái thứ nhất á, là xét về cái tu sĩ như là sư đi, sư nói sư để cho khỏi oan cái người ta, sư rất ngại chụp hình của sư ở những cái nơi mà người ta xem đó là cái nơi để họ vui chơi. Có khi là vì nhiều nguyên nhân mà mình đến những cái khu vực đó, ví dụ như là Phật tử mời thỉnh mình đến cái khu vực nào nó gần đó thì cái cảnh nó đẹp đó, thì mình nổi hứng gì đó mình chụp hình, thì phải nói là rất ngại, bản thân sư rất ngại khi mà hồi xưa đó, khi còn sa di á, khi còn sa di thì có đi Vũng Tàu, có đi Đà Lạt thì có chụp hình, nhưng mà ít nhất là mình không có tạo dáng, có chụp hình cảnh thì có, nhưng mà sau khi lên tỳ kheo rồi đó thì biết hổ thẹn cho nên là sửa lại là không có chụp hình mấy cái cảnh mấy cái kiểu đó nữa. Một trong những cái phước, một trong những cái điều thiện của một vị tỳ kheo á là không có làm mất niềm tin nơi cư sĩ, có nghĩa là không có làm cái gì á để cho cư sĩ họ mất niềm tin nơi Tam Bảo. Đi đứng thì cũng ráng đi đứng cho chuẩn, mặc dù có thể vì nó là diễn cũng được nhưng ít nhất đi đứng là phải cho chuẩn đó. Ngay cả cái sự giao tế trên mạng xã hội cũng vậy, thậm chí chụp hình nó sẽ nói chụp hình đó, mà mình xài mấy cái công cụ mà làm đẹp á, rồi mình nói ai nghe, mình nói cắt sắc nó là khổ, đừng có coi trọng các cái những cái hình tướng bề ngoài đó, phải hiểu ly dục. Mình nghĩ sao mình chơi mình chụp hình là mình Photoshop rồi mình xài các cái ứng dụng làm đẹp mình cà cho nó láng hết, thì cái đó mình nói ai nghe. Rồi Phật tử họ nhìn vô á nó kỳ ghê lắm, sư nói một cái vị tu sĩ mà chụp cái hình mà mình làm đẹp, làm các ứng dụng làm đẹp á, nó kỳ ghê lắm. Hơn nữa nó là một sự dối trá, đúng không, nó là một sự dối trá. Rồi cái nữa đó là mình chụp hình những cái khu mà mình những cái khu vui chơi á, thì cư sĩ họ sẽ có cảm giác là mình đang chà đạp
lên cái niềm tin của họ, chà đạp lên cái của cải mà họ cúng dường. Sư từng gặp một vị mà vị đó chụp hình toàn là những cái khu mà đắc địa không ạ, coi như là vòng quanh thế giới. Thì vị đó keo hết những cái tấm hình đó, keo hết những tấm hình mà ở những cái khu mà vui chơi như vậy á, keo thành một đầy hết cả bốn bức tường. Thì khi sư nhìn á, thì sư mới ngậm ngùi là không biết là Phật tử họ nhìn vô á, thì họ có bị mất cái niềm tin hay không. Bởi vì cái sự cúng dường của họ là không phải cúng dường để cho vị này đi nơi này nơi kia như vậy đó. Cho nên một vị tu sĩ ít nhất là vị đó cũng nên làm một chuyện là mình lỡ mình có dễ vui thì dễ vui một mình thôi. Mình có tạo nghiệp thì đi địa ngục một mình thôi, chứ đừng có nên mà làm mất cái niềm tin của hàng cư sĩ. Nó là điều không nên. Mà có khi sư nói như vậy thì nhiều vị họ sẽ phản ứng là sư là cái thá gì mà sư lên giọng dạy đời người ta, nó ác vậy đó. Trong khi đó mình nói chỉ nói sự thật thôi. Rồi cái nữa đó là cái vấn đề của Phật tử. Cho nên cái lỗi thứ nhất là lỗi của tụi này, đã, lỗi tụi này đó. Rồi sư nhìn nhận. Nhưng mà cái là một số bộ phận những vị tu sĩ mà không có chuẩn mực, nó khiến cho cư sĩ mất niềm tin. Sư nhìn nhận đó là lỗi của một số bộ phận đó trong cái hàng cư sĩ. Còn cái vấn đề nữa đó là khi quý vị nhìn thấy mà quý vị bất mãn á, thì sư xin hỏi là cái mục đích mà quý vị không hoan hỷ là do đâu? Ví dụ như là quý vị không hoan hỷ là do quý vị nghĩ đến chánh pháp đó, nghĩ đến là như vậy thì không có được cái sự trang nghiêm cần thiết của một vị tỳ kheo, không có giúp cho cái chánh pháp được tồn tại lâu dài. Nó sẽ khiến cho các cái ngoại đạo chỉ trích, nó sẽ khiến cho những người không có niềm tin sẽ không phát khởi niềm tin, còn những người đã có niềm tin họ sẽ suy giảm niềm tin. Thì do đó mà quý vị phiền não, thì do đó mà quý vị chỉ trích đó, thì ít nhất thì nó cũng khởi nguồn từ cái thiện chí. Nhưng mà quý vị nên nhớ là trong cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc vừa rồi thì sư đã nói muốn chỉ trích một người trí, nó chỉ trích nó khác với một kẻ ngu chỉ trích. Kẻ ngu chỉ trích đó, thì nó chỉ nói cho sướng cái miệng nó thôi. Còn bậc trí chỉ trích đó, là họ chỉ trích dựa trên những cái tiêu chí sao? Thứ nhất là đúng sự thật, thứ hai là đúng thời điểm, thứ ba là có lợi ích, thứ tư là bằng một cái lời nói có suy tư. Có nghĩa là mình nói như thế nào đó để cho họ nghe mà nó lọt lỗ tai. Thậm chí nói nghiêm khắc thì cái sự nghiêm khắc đó cũng là một cái sự nghiêm khắc có suy nghĩ, chứ không phải là sự nghiêm khắc mà do bộc phát. Đó, đó là cái lời nói mà có suy tư. Cái thứ năm á, là nói bằng từ tâm. Cái điểm này rất quan trọng. Thì khi mà một cái người trí mà có được năm điểm này đó, và người trí đó còn suy xét lại coi là khi ta chỉ lỗi một ai đó như vậy, ta có phạm cái lỗi tương tự hay không. Đó, nếu như vị đó không phạm cái lỗi tương tự, thì ta suy xét thêm một cái điểm nữa, đó là khi ta nói như vậy đó, ta có rơi vào bốn cái pháp thiên vị hay không. Có nghĩa là thiên vị vì thương, tại vì mình thương nó đó. Thiên vị vì ghét, rồi thiên vị vì sợ, và thiên vị vì thiếu hiểu biết. Khi mà vị đó suy xét ta không rơi vào bốn pháp thiên vị
ta không phạm cái lỗi tương tự, và ta nói đó bằng đủ năm chi phần của một lời nói, thì khi đó vị cái người ký đó họ mới lên tiếng chỉ trích, chứ không phải là như cái kiểu ở trên mạng thấy ông sư hoặc một vị tu sĩ đó làm gì không đúng là mình chỉ trích bằng cái tâm sân, bằng một cái sự soi mói, bằng một sự dè biểu đó, thì nó là cái sự chỉ trích của kẻ ngu, nó khác với sự chỉ trích của bậc trí. Rồi cái nữa là do đâu mà mình nhìn thấy như vậy? Khi mà mình quý vị, con mắt của quý vị mình nhìn thấy những cái cảnh bất thiện á, thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nó có một trong số đó có một nguyên nhân như vậy, là khi chúng ta tạo các cái nghiệp bất thiện thông qua cặp mắt. Ví dụ như mình nhìn, mình đã từng tạo các cái nghiệp bất thiện bằng cặp mắt, ví dụ như mình liếc xéo, liếc ngang, liếc dọc, liếc soi mói đó, hoặc là nhìn với ai đó với một cái nội tâm ô nhiễm, thì là mình đang tạo các nghiệp bất thiện bằng cặp mắt. Thì khi quả nó trổ á, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cảnh không vừa lòng. Ví dụ như chúng ta phải nhìn thấy những cái cảnh xấu, như là mình thấy bãi rác, mình thấy những cái cảnh chướng tai gai mắt, mình hoặc là thậm chí vô chùa thì mình cũng thấy những cái cảnh mà không có đẹp của hàng tu sĩ lên mạng, thì mình cũng thấy những cái cảnh nó khó ưa. Đó là khi mình tạo các cái quả xấu bằng cái cặp mắt á, thì nó sẽ mình tạo những nghiệp xấu bằng cái cặp mắt, những nghiệp ác bằng cặp mắt, thì mình sẽ cặp mắt của mình á, nó sẽ phải nhận lấy cái quả đó, là nó phải nhìn thấy những cái hình ảnh mà mình không thích. Tại sao cũng một cặp mắt, cũng một cặp mắt mà có người á, họ mở mắt ra họ nhìn á, là thấy một cái dãy tăng đoàn mà trong sạch về giới hạnh, có định có tuệ, đi khất thực rợp cả một cái vùng trời đó. Tại sao? Còn có những người họ mở mắt ra họ nhìn á, thì thấy những cái vị thầy phá giới, những cái vị sư không có nết hạnh, những cái con người mà mượn đạo tạo đời. Tại sao á, cũng một cặp mắt mà có người á, nhìn thấy những vị thầy vĩ đại, những vị thầy hướng dẫn pháp học pháp hành, những vị thầy biết được đây là giới, đây là định, đây là tuệ, đây là kham nhẫn, đây là từ tâm. Nhưng mà tại sao cũng một cặp mắt mà có người á, lại nhìn thấy những cái nơi mà họ chỉ biết cúng dường lễ bái một cái vị thầy bất xứng đó, họ chỉ đến họ chỉ thấy được những cái con người không giới, không định, không tuệ, không thiền chỉ, không thiền quán, mở miệng ra thì nói toàn là những cái lời vô ích, mở miệng ra thì nói toàn là những cái mà tà kiến đó, thấy chưa? Khi mà cho nên nó sẽ lặp lại, khi mà quý vị á, dùng cái cặp mắt của quý vị á, mà quý vị tạo những cái nghiệp thiện á, thì quý vị sẽ được cái quả là mình nhìn thấy những cái cảnh lành. Còn mà khi mà mình dùng cặp mắt để mà tạo các nghiệp bất thiện á, thì mình sẽ nhận cái quả là cũng cặp mắt mà mình toàn tiếp xúc với những cái cảnh chướng tai gai mắt đó. Cho nên á, cái chuyện mà mình thấy những cái cảnh mà không như ý một phần cũng là do cái nghiệp của mình, nhưng sư nói không phải tất cả nha, đừng bao giờ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp đó. Rồi đó là do mình. Rồi một cái nữa cũng do mình đây nè, khi mà mình một ai đó có lỗi đó, tạo các cái nghiệp bất thiện, ai đó có lỗi làm sai đó, cái chuyện của người ta, cái nghiệp của người ta, cái chuyện của người ta làm sai, người ta đi địa ngục là chuyện của người ta. Còn khi mà mình phiền não á, thì nó trở thành cái vấn đề của mình. Hiểu chuyện đó ha? Khi
khi mà mình phiền não là nó thành cái vấn đề của mình. Còn cái chuyện họ làm bậy á, nó là chuyện của người ta. Còn khi mình phiền não là nó thành cái vấn đề của mình. Cho nên á, giải quyết cái phiền não của mình trước. Ví dụ như khi mình nhìn thấy một cái hình ảnh là một cái vị sư, là một cái vị thầy mà bất xứng đó, thì khi một cái tâm sân nó xuất hiện á, quý vị lo giải quyết cái tâm sân của quý vị trước. Tại vì khi đó á, cái ô nhiễm của bản thân mình nó quan trọng hơn. Giải quyết ô nhiễm của mình trước. Sau đó đó, rồi quý vị muốn giải quyết như thế nào đối với cái vị thầy đó thì mình làm tiếp. Ví dụ như không theo dõi nữa, chặn, hoặc là như thế nào đó, hoặc là thậm chí quý vị muốn chỉ trích thì làm ơn nhớ lại cái lời sư nói ngày hôm nay. Muốn chỉ trích thì chỉ trích của một bậc trí chứ không phải chỉ trích của kẻ ngu. Đó là lý do mà sư mở lớp dạy 38 pháp hạnh phúc. Như vậy đó, nó sự khác biệt rất lớn giữa một bậc trí và kẻ ngu khi mà chỉ trích một đối tượng ha.